Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Chính phủ ban hành quyết định thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19. Đến nay, sau gần một tháng triển khai, các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đã tích cực tham gia ủng hộ. Những đợt cao điểm ủng hộ được phát động rộng khắp tại các cơ quan, đơn vị, cho thấy quỹ vaccine phòng COVID-19 đã huy động được sức mạnh tập thể, tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng, hướng đến mục tiêu cao nhất là đảm bảo mỗi người dân Việt Nam đều được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tục tổ chức các đợt phát động cao điểm ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ các doanh nghiệp đến các tổ chức tôn giáo đều đồng lòng hưởng ứng. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, mong muốn được góp thêm nguồn lực cho quỹ vaccine phòng COVID-19. Riêng về cái quỹ vaccine của chính phủ thì đây là một cái ý kiến tuyệt vời. Khi vừa phát động được tin nhắn là mình thực hiện ngay, tại vì mình thấy trong tâm mình có một cái gì đó, mặc dù là không nhiều, nhưng mà mình gửi đến đồng bào mình, mà trong đó có cả chính mình nữa, tại vì cái quỹ vaccine nhà nước sẽ tiêm miễn phí cho người dân, đặc biệt là người dân nghèo. Cho nên đây là một cái quỹ mà tôi nghĩ là hết sức là nhân văn và cũng tạo ra một cái sự yên tâm trong toàn xã hội. Còn đây là buổi phát động ủng hộ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng. Mỗi cán bộ hội viên tham gia đóng góp đều hiểu rõ rằng trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, vaccine chính là liệu pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như là thành phố Đà Nẵng đã phát động trong toàn thể hội viên phụ nữ ủng hộ với tinh thần là của ít lòng nhiều để mà góp sức cùng với chính quyền thành phố, cùng với cả nước có một cái nguồn quỹ để mà mua vaccine. Không đứng ngoài cuộc, từ các hội đoàn thể, các đơn vị trường học đến các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều đồng loạt kêu gọi cán bộ, người lao động tham gia ủng hộ quỹ vaccine. Số tiền ủng hộ được các đơn vị trao đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố như một lời gửi gắm, một sự sẻ chia giữa thời điểm cam go trong cuộc chiến với COVID-19. Quỹ vaccine như thế này của chính phủ và đưa ra để mà thông điệp cho đến tất cả toàn dân và trên toàn quốc, thì tôi nhận thấy là một điều này là một điều rất là đáng để cho chúng ta để mà cùng nhau xây dựng một cái quỹ cho quốc gia. Nếu như mà cái mà tiêm vaccine hết toàn thể cán bộ, cái đó cũng là một cái là nhiệm vụ rất là tốt, là làm cho tạo cho cái doanh nghiệp là hoạt động sản xuất nó an toàn. Nên cho nó là cái mà việc mà tiêm vaccine xíu là nên cần thúc đẩy sớm, càng sớm càng tốt. Theo Bộ Y tế, nguồn lực để mua và tiêm vaccine cho 75 triệu dân cần 150 triệu liều, với nguồn kinh phí hơn 25.000 tỷ đồng. Từ nhắn tin đến ủng hộ thông qua website hay đến trao trực tiếp, người dân trên khắp cả nước đang đồng lòng hướng về quỹ vaccine phòng COVID-19. Dù nhiều thử thách cam go, nhưng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, sự đồng lòng phòng chống dịch của toàn dân một lần nữa đã khẳng định sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân cả nước trong cuộc chiến đẩy lùi COVID-19.